Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Thì hôm nay em về được một con ly đa kênh của đời nông, có model là ABC1508 để phục vụ anh em. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về nên hình thức còn khá là đẹp nha anh em. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu trắng bạc, nhìn rất là sang trọng. Và máy về thì nó sẽ kèm một cái khiển của đời nông, đây là khiển phụ kiện, chỉnh được full các chức năng. Những cái núm chỉnh như là chỉnh ngõ vào, chỉnh volume và núm chỉnh chức năng cũng được thiết kế là bằng kim loại, nhìn khá là đẹp và rất là sang trọng. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối là cổng HDMI. Tuy nhiên đây là thế hệ đầu tiên nên cổng HDMI nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta cái hình ảnh truyền qua âm ly và xử lý truyền qua TV nha anh em. Và đối với âm thanh thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối là cổng quang, thì anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ mạng internet xuống thông qua kênh YouTube, rất là tiện dụng. Và cũng như là nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng analog, thì anh em có thể nghe trực tiếp từ đầu đĩa xuống. Thì ở đây em đang kết nối là ngõ VCR, đây là cái cổng kết nối là cổng quang anh em. Và với cái cổng video đó là HDMI thì ta sẽ lựa chọn đây là cái sụt ha, sụt video sụt DVD thì cổng HDMI em đang cắm vào ngõ DVD thì lúc này nó sẽ có hình ảnh ở trên TV, và đường âm thanh thì lấy trực tiếp từ cổng quang. Và với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều cái chế độ âm thanh. Thì đây là nút đa năng nha anh em, bình thường thì ta sẽ xoay xoay thì nó sẽ lựa chọn cái chế độ 7 kênh stereo. Và với cái chế độ 7 kênh stereo này thì anh em có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay. Và với cái dòng đời nông này thì nó sẽ có thiết kế công suất lên đến là 110W một kênh, đánh khá là khỏe nha anh em. Và với cái chế độ là 7 kênh stereo thì ta có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa để không lãng phí bất kỳ một cái loa nào, cũng khá là hay. Rồi thì anh em có thể lựa chọn là chế độ là 7 kênh stereo hoặc stereo nha, vân vân, tùy theo cái phim hay là nhạc mà ta lựa chọn ha. Rồi thì để đi cài đặt bắt chép ha, thì ở đây nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta là cái nút là surround parameter ha. Và ta chuyển sang off ha. Thì lúc này ta có thể điều chỉnh bắt chép ở đây. Rất là dễ dàng và điều chỉnh. Rồi tiếp theo em sẽ test một đoạn video cũng như là test các ngõ vào và quay cận cảnh các chức năng cho anh em. Và đây là thức của máy nha, máy khá là đẹp nha anh em. Tuy nhiên cái núm volume thì nó sẽ có cái vài cái vết xước nhẹ ha, vết này là do vận chuyển về, còn tổng thể thì khá là đẹp. Nắp lưng và nắp xung quanh còn rất là đẹp. Rồi em sẽ test cái cổng quang trước nha anh em. Đây là cổng analog ha. Tăng bass chép lên ha. Theo trên môi
chế độ ha. Rồi thì đó là test về chất âm của nó ha. Rồi tiếp theo em sẽ quay cái kết nối phía sau cho anh em luôn. Và cái kích thước của cái con ly này ha, thì đây là chiều ngang tiêu chuẩn nha anh em. Chiều ngang là 430mm và chiều cao của nó, chiều cao nó là 170mm và chiều sâu, sâu của nó là 370 nha, khá là lớn nha. Rồi và cái kết nối phía sau thì em sẽ mở cái âm thanh luôn để test các nổ ra cho anh em. Rồi về cái kết nối cổng quang ha, thì đang kết nối vào ngõ Optico 2 có tên là VCR, tín hiệu từ Smart TV đi xuống ha. Và đây là cái dây HDMI, thì anh em có thể lấy tín hiệu hình từ Android đưa vào cũng được. Và cái dây quang là dây âm thanh. Và đây là cái ngõ là analog, đây là ngõ CD nha anh em. Rồi em sẽ test các ngõ ra loa luôn cho anh em. Rồi nếu như anh em nào chỉ có một cặp loa thì ta lắp vào vị trí là phong A nha. Rồi em sẽ cắm lại cái dây tín hiệu ha, rồi tiếp theo nữa là loa center. Và anh em nào có thêm một cặp loa ha, thì ta lắp vào vị trí là surround ha. Và một cặp loa cho vị trí là sacrobat ha. Như vậy là với cái đàn ông ABC 1508 này thì anh em có thể đánh cùng lúc là 3 cặp loa, đánh chất âm cũng khá là khỏe ha. Rồi tiếp theo em sẽ soi ruột gan bên trong cam ly đàn ông cho anh em. Và đây là ruột gan bên trong cam ly đàn ông nha anh em. Với những cái dòng đàn ông này mới thì đàn ông đã thiết kế rất là kỹ lưỡng nha. Như anh em sẽ thấy là một cái tấm nhôm tản nhiệt to biến thế nguồn do đàn ông sản xuất luôn, và cả tụ lập nguồn cũng do đàn ông sản xuất luôn, dung lượng lên đến 10.000 microfarad nha. Và cái dòng này thì nó sẽ đánh là 14 sò thang nha nè, là dạng sò xăng ken luôn, 14 sò ở phía dưới là nguyên một dãy là 10 sò. Và những cái bao mạch nha anh em sẽ thấy là đều đóng dấu là đàn ông luôn, từ cái bo lớn cho tới bo nhỏ ha. Cái chip xử lý đây là loại chip sắt ha, chip xử lý DSP 32 bit. Và với cái âm đi đàn ông này thì anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ mạng internet thông qua cái kênh YouTube khá là tiện dụng ha, cũng như là lắp văn số vào để hát karaoke cũng khá là ổn. Và với cái con đàn ông này thì em sẽ bán với giá là 2.800.000 đồng, thì máy sẽ kèm khiển luôn, và với cái giá đó thì chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.